Hôm nay thì mình ra tiệm cá cảnh Thái Bình cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh đó mọi người. Đây có em cá chê cọp. Em này lạ quá nha, lần đầu mình thấy đó, lần đầu mình được quay luôn á. Tại thường thường mình quay là mình hay quay theo yêu cầu của fan hâm mộ á. Mọi người yêu cầu mình là kêu mình đi tìm mấy cái chỗ có bán cá cảnh đó, mình quay giới thiệu cho mọi người xem. Đó, đây là cá chê cọp. Nhìn rất là đẹp luôn nè mọi người. Cá chê cọp đó, có mấy cái gầu lên nè. Nhìn con cá chê cọp nó lạ quá ha. Con này là cái mắt nó buổi tối nó mình thấy nó cũng vàng đỏ, nó đỏ đỏ ha. Cái màng nó đang hở kìa. Đó, cái đùi nữa, cái phần thân thì nó có sọc đen sọc đen sọc đen. Cái đùi nữa thì có mấy cái chấm bi á mọi người. Ngoài cá chê cọp ra thì cá cảnh Thái Bình còn có mấy con cá sấu hoa tiễn nè. Đó, này có mấy cái con khác nữa nè mọi người. Nhìn đẹp ghê không. Bên đây có mấy cái em cá nữa. Nói chung là cá rất là đa dạng nha mọi người. Wow, em la hán này tuyệt vời luôn. Đây tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem một vài em cá nữa ha. Đây là cá bảy màu, dùng bảy màu nè mọi người. Cá bố mẹ thì bạn nuôi trong đây, còn cá con thì bạn để ở ngoài, nó đẻ sẽ lọt ra ngoài. Đây cá con, cái con quá trời luôn nè. Cá bố mẹ thì để ở trong cái tấm mũ này, mũ mót này nè. Bảy màu. Đây là có mấy cái, đây là cái hồ kính để trưng bày á mọi người. Đó, khách mua thì có thể là bán luôn, còn không mua thì mình để mình thả cá thì giống. Một em cá lóc nữa. Quá đẹp, cá đây là rất là đa dạng nha. Đây có một em cá lóc nhỏ ở trên nữa. Cái này ít cá quá, có một hai con thôi. Ở đây mình thấy nó có hai ngang nha, một ngang bên đây và một ngang bên đây. Ngang bên đây thì có mấy cái rễ cây bỏ vô luôn kìa. Cá lóc Kim Sơn. Lóc vây xanh. Hai con này ngày nào cũng nó cũng đậu một góc chỗ này chứ trời. Có con cá lóc kìa. Cá chê hồng vĩ ha, cá chê bạch tại. Quá đẹp luôn. Đây, cái mấy này là thức ăn dành cho, cái này là cho chuột đó mọi người, chuột hamster. Quá trời luôn, mấy cái túi thức ăn này đó, giống như là cớm á. Cái kệ để sẵn. Có khô nữa nè ha. Trời, khô. Mấy cái chuột hamster giờ đó chui nó ngủ hết trơn rồi. Chuột hamster, chuột hamster winster wild ha. Tối sao ra ngủ hết trơn rồi mấy bé ơi. Hamster winster wild này bạn có bán mấy cái lồng nữa không? Cây thủy sinh, rồng xanh.
bảy màu nữa nè mọi người. Đây mình cũng thấy cá trong đây, đây có con ốc, có con cá bảy màu, rồng. Đây điểm cá buổi tối đó. Cá cảnh Thái Bình phía trước ha, rồi cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh đó mọi người. Đây có thủy sinh nữa ha, thủy sinh là gông trứng đó mọi người, gông trứng. Wow đẹp quá, buổi tối nhìn nó cực kỳ lấp lánh luôn mọi người. Đây cho giới thiệu cho mọi người nha, cá cảnh Thái Bình có số điện thoại luôn nè, giúp bi số điện thoại Zalo nha, 0358702975. Ở dưới này có một cái hồ cá chép, chép trôi, chép phụng lớn ha, lớn nhỏ luôn, chép trôi, chép phụng lớn nhỏ đều có hết đó mọi người. Đây mình thích mấy cái này quá, mình trang trí trên rất là đẹp. Đây mấy con sò biển đó thôi. Đây bạn Bình đang vớt cá rồi mọi người. Đây mình thấy có bán rất là nhiều cây thủy sinh luôn rồi mọi người. Có cây thủy sinh thì đây, đây thì mình thấy có mấy cái dụng cụ ha, mấy cái lồng để mình nuôi chim cảnh rồi nè mọi người. Giới thiệu về dàn cá, cá này là bạn nhập về mới hàng ngày luôn, cá cảnh Thái Bình. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Cái này ai chừng nào đi về bển nói nha, chạy về luôn là chạy lên đây chơi. Tại anh rảnh chạy lại chơi. Giờ em cũng lại đang chơi hả? Tối bữa nào cũng đi ra lộ chơi cho nó tới kia nhà. Wow, đẹp quá. Đây mọi người xem biết là mọi người ghiền luôn á. Cá đây quá đã luôn. Mình thích lắm, ngày nào cũng phải đi ra ngó xíu. Nhiều quá mọi người, nghĩa là số lượng lớn, số lượng rất là nhiều. Còn cái này là có bột cho chim cảnh ăn ha. Đó. Bột trứng, bột đặc biệt dành cho chim chích kè nữa mọi người. Cho mọi người xem mấy em cá la hán nè ha. Đó, con cá la hán đầu tiên. Nhìn cái đầu con này nó cũng xe nhỏ ha, bên này có con một con kỳ bà, cá lóc, cá xìm gì đó, cá xìm yellow centrum. Đây cũng là yellow centrum. Là hán nè mọi người. Thật ra là mình không có gành về cá, nhiều khi không thông tin với tên gọi về cá thì mình chưa có chuẩn như người ta á mọi người. Đó nên cho nên là vì thế là
mình chiều fan á, có nghĩa là mình tìm mấy cái shop cá, mấy cái quầy cá mà gần khu vực mình á, mình sẽ quay lên cho mọi người xem, đặc biệt là những cái con cá li thia, cá cảnh á, tại vì nó rất là nhiều người yêu thích nha, không phải là ghi một mình tại vì mình không có chủ đề, nên thường thường buổi tối á, mình sẽ rảnh thời gian nào mình sẽ đi quay cho mọi người xem, mà vì có mấy bạn học sinh rất là thích, đam mê về cá luôn đó. Cứ nhắn tin anh ơi đi mua cho em, quay cá đi. Đây các bạn có bán cái dụng cụ nữa nè thức ăn nữa kìa, đây đó, rất là nhiều. Đây Super One, thuốc chuyên trị bệnh nấm tối thân một cây gì đó, nó bạn cứ ghi cái tên thuốc vậy như thế này luôn. Mấy cái này là mấy cái bịch sỏi á mọi người, sỏi màu nữa. Đây mình mua thì mình lựa tha hồ lựa luôn, nào cũng có. Mấy cái này là mình để vô cái hồ cá này nhìn rất là đẹp, mấy cái rễ cây, mấy cái cây thủy sinh bằng bằng mủ đây. Đây có mấy cái gốc cây cho mọi người xem, tiếp tục mấy cái hồ cá ở dưới ha. Neon, sóc đầu, bút chì, bườm phụng ha, rất là nhiều luôn. Thật sự là mình có ngợp với cái shop cá cảnh này, rất là nhiều cá luôn. Cái này là một cái thuốc nè, thuốc trị bệnh cho cá nè mọi người, Luca giải độc khẩn cấp gì nữa. Quá nhiều luôn nha mọi người. Đây là cái bầy cá mái nè mọi người, các mọi người thấy cá mái không? Đây con rùa, rùa mini, những con mấy sâu gạo không, sâu rồng. Bình bồng đây cho nó ăn chuối không mọi người, này có mấy con này quá trời đẹp luôn. Xe can ngân bình, công nhận đây nuôi cá quá trời. Hay còn cái dĩa nè, da bèo, cái dĩa da bèo. Làm cái hồ đẹp quá.